Trên tay tôi là một cây đàn của nghệ nhân người Argentina tên gì thì tôi cũng không biết, nhưng hiệu của nó là Enzo Larosa. Cây đàn của bạn thì nó hoàn, khi bạn chuyển đến thì nhờ tôi review. Đây tôi quay bằng điện thoại thông thường, không dùng mic, không dùng công cụ trợ âm thanh. Và nhạc tôi chơi thử gồm có các kỹ thuật từ chơi từ đơn giản phức tạp qua các bản nhạc bài được gọi bài của nước Ý. Bạn thưởng thức. Thank you.
mục đích cũng chỉ review cây đàn, thành ra là giới thiệu tiếng đàn cho các bạn là chính. Còn phần thể hiện có lỗi có rối một chút thì các bạn bỏ qua, các bạn hãy trung tâm nghe tiếng đàn mộc của nó thu bằng cái điện thoại để biết được cái giá trị cây đàn thôi. Hoặc liên hệ các bạn thì liên hệ với bạn Hoàng Yến. Còn các bạn muốn thử đàn, muốn xem đàn có thể qua 35 trường ý kiến chỗ tôi, bạn Yến đặt cây đàn ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.